Rồi, xin chào tất cả các bạn, lên thùng xăng CD cho các bạn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rất đẹp nha anh em. Không có bị mốt méo nha, chưa dặm sơn, sơn zin luôn nha. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Cúp nổi nha. Rất đẹp nha anh em. Cho nó bị chạy nhẹ cái tem chỗ đây. Đó. Quá đẹp nha anh em. Tháo xe. Thùng xăng ở bên trong là đẹp, không bị xét, không bị mọt, xanh lè luôn nha. Tem zin vẫn còn. Rất là đẹp nha anh em. Hơi nhút luôn. Lật lại cho anh em coi. Con này anh em gắn vô xe cột là như ý nha. Đó. Quá đẹp luôn. Quá đẹp các bạn. Ở buồn ngủ. Quá đẹp anh em. Thùng xăng ở trong là xanh lè nha. Siêu đẹp. Này thùng là tháo xe CD90 nha. Đó, không lủng không mọt nha, sơn zin vẫn còn, khóa đồ đẹp hết nha anh em. Anh em mà lên sẽ còn hết bài nha, khóa xăng nè, có khóa xăng luôn. Rồi anh em là có nhu cầu lên thùng xăng đẹp cho xe cọp thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Quy tắc mua hàng thì nếu anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi qua mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ điện trước ship hàng sau, không ship code anh em. Mọi thông tin là anh em gọi trực tiếp và nhắn tin trong ai Zalo với mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.